đây là cái cửa buồng đi vô nhà mình. Dạ. Xây được một phòng con Tám có gửi qua đó. Dạ. Phòng rồi nấu cơm ngoài này rồi mưa gió rồi sao mưa gió tấm thiết ở đây nè chừng nào hết mưa mình nấu. Dạ gì đó trời ơi. Cái này ngày làm được nhiêu tiền? Cũng vài chục có bốn trăm ngoài có vài chục thì nó nhiều hơn. Cái bình nước này truyền nên người ta cũng phù hộ mình ha. Ừ. Dạ. Mình không khó thấy người ta thôi. Trời người ta chết thì là hết rồi. Mình có rửa không? Nè, xà toan nè, dễ rồi được cái gì? Không có cỏ mình, lên. Mấy cái nền dưới này nè, sạch sẽ rồi. Tối có mình lấy cái mình thắp hương á anh. Dạ. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Và đây là một cái dòng sông, dòng kênh nhỏ cô bác quý anh chị. Thì trước đây cái nơi này và hình ảnh phía trước cô bác quý anh chị thấy đó là một cái đường lối đi vào. Và dưới đây có một cái chiếc xuồng cũ nè. Thì cô bác quý anh chị còn nhớ lại cái hoàn cảnh của gia đình anh Ô mà có ba người con, có một người con mà gớt xuống nước là anh Ô phải lặn kiếm mấy lần, gớt xuống nước rồi anh Ô lặn vớt lên đó. Thì vào hoàn cảnh này thì Bùi Hồ cũng có quay cách đây cũng khoảng mấy tháng rồi, và hôm nay thì cô bác quý anh chị lại thấy đó là cái ghe này đã không còn, nó đã mục nát hết rồi và đã bỏ luôn, chỉ còn neo đậu bởi những cái dây kia. Thì đó, đây là một cái tin vui cho cô bác quý anh chị. Và hiện nay gia đình của anh Ô đang có một cái ngôi nhà rất là khang trang. Và để tìm để biết được nhà của anh Ô như thế nào thì Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để vào một cái ngôi nhà mới của anh Ô. Và cũng như Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị biết, đồng thời là sẽ công bố số tiền mà Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho gia đình của anh Ô để mua nền nhà cũng như là cất phần ở trên. Và đây là nhà của anh Ô này cô bác quý anh chị. Dạ. Rồi, hôm nay em chào đại gia đình mình nha. Dạ. Chào anh chị. Chào con. Qua đây rồi, con ngồi bên đó. Tên gì của anh Út Tiêu rồi ta? Bạc. À, chào anh. Ủa sao mình mẩy lem luốc như vậy? Cái coi. Đi mặn. Đi mặn hả? Ừ, đi xẹt rồi. Hôm nay thì em gặp gia đình của mình không phải là trên sông trên nước nữa. Dạ. Mà gia đình mình hiện nay đã được có nhà ở ổn định rồi. Dạ. Ha, mừng quá luôn á. Dạ. Tiện đi đây tội lắm. Đúng rồi, trước cửa ta ăn nghỉ mà. Tại gì? Đi xịt rồi dành dụm bữa 50.000 cái mua thùng thùng. Đừng cho gửi cái đi mua thùng sơn vô. Ừ. Nên mở mồ của ông bà ha. Ừ. Thành nữ ra là mình ở ngoài trước đây coi như mình ở nhờ. Tại gì? Mở cửa ra sao thì khu mộ này. Khu mộ bên kia luôn. Mình ổ không rồi à, chưa có nấu ăn luôn hả? Không, nấu không củi rồi đó. Củi ngoài kia. Đâu? Đó, ngoài trời đó đó. Trời ơi, đó. Bước ra được không? Được nha. Nãy xin phép bước ra đi. Nó cơm của thằng. Dạ. Ăn nè. Đâu có tiền đâu mua gì đâu là nấu nó không củi rồi này nè. Mình không có bếp ga hả? Không, không có tiền mua. Trời ơi. Xin tiền là trước mua được mấy cái bình nè. Thế ha. Ừ, để kiếm. Nhờ em cho đó mua được mấy cái bình đi xịt đó vợ. Tiền này đợt đó mình ủng hộ mua đó hả? À rồi. Ừ, nấu cơm ngoài này rồi mưa gió rồi sao? Mưa gió tấm thiết ở đây nè, chừng nào hết mưa mình nấu. Dạ. Gì đó. Trời ơi. Ủa vậy? Cái này ngày làm được nhiêu tiền? Cũng vài chục có 400 ngoài, có vài chục thì nó nhiều hơn. Cái bình nước này truyền nên truyền đó tụi mình rửa rồi đó. Mua tưa bơm lên. Ờ, mua tưa ở dưới, mua tưa sông. Khoan ở đâu? Dưới sông á. Hút nước dưới sông hả? Ừ. Dưới sông. Chứ không có khoan giếng hả anh? Không, không có tiền khoan. Cô bác của anh chị thấy cái nơi nấu mà bây giờ anh để cái miếng bia của nhà mồ á. Ừ. Trời ơi, vô con ơi. Trời ơi, đồ đạc phơi đây nè. Ừ. Rồi phần mộ này là tám và tám đây. Nữa, đây cốt hả? Đây cốt, cái thình mình đấy. Vậy hả? Ủa trưa chiều ra đó nghỉ hay vậy? Ừ, ra đó nằm chơi. Anh đó hả? Ờ, nguyên mấy gia đình ra đó chơi. Trời ơi. Nó có gì đâu. Sợ không? Không, dễ gì. Chị sợ không? Không, đêm rồi coi còn đi gái. Đêm cho vợ chồng con cái ra đây ngồi tới khuya mới vô. Có gì đâu. Trời ơi. Người ta cũng phù hộ. Cái giỡn cũng chơi ầm ầm, có gì đâu có gì. Người ta cũng phù hộ mình ha. Dạ, mình không khó thấy người ta thôi. Trời, người ta chết thì là hết rồi.
Mình có rửa không? Nè, xà toan nè, dễ rồi được gì? Không có cỏ lên. Quét cái nền dưới này nè, sạch sẽ rồi. Tối có mình lấy cái mình thắp hương á anh. Ừ. Có mình lấy cái mình thắp hương cho ấm cúng ha. Coi như mình sống nhờ vậy đó. Vậy. Dạ. Đâu có tiền đâu. Nói chung là vào cái ngôi nhà của mình á thì em thấy nó cái phần gạch thì lót gì đẹp rồi đó. Nhưng mà chưa có sơn bơi gì hết á, đâu có đủ tiền đâu. Không có đủ tiền, chưa có đủ tiền nên là lỡ ra là đi dành dụng dành không có gần tháng là nó sơn được nhiêu đó. Ồ rồi kiếm bữa nào mất được chừng nào nhiều được 150.000 đi mua một thùng. Một thùng là nè. Mình sơn được mình mua mấy thùng gì nữa đủ anh không biết nữa. Không biết nữa hả? Thùng nhỏ nhỏ vậy nha. Nhà này là dài nhiêu anh? Chị dài 11 thước. Chị dài 11 cất hết 11 luôn. Ngang 5 dài 11. Ngang 4.5 m. 4.5 m. Ôi, ở đó sao mình làm cái đó ta? Tám không làm cho nó kìa kìa cái cứng cái nhà lại. À mình hàng cho nó kiền sắt lại ha, cho nó cứng nhà thì cho nó sạc ra vô. Ừ. Đó cũng hàng. Mà trước này nè, có nghĩa là cất á gian dở thành thử ra cái phần nào mà có tiền đến đâu xây đến đó. Ở cái phần ở đằng trước này nè là tôn là lý do là không có tiền. Không có tiền. Và hiện nay thì cái việc đi vệ sinh á là anh phải đi đi ở đằng đình đằng kia. Đằng kia. Ở nguyên gia đình luôn. Chỉ ở đây coi như là ngủ thôi. Ngủ mà. Ngủ thì các bé hôm trước là bé này là gớt xong hả? Dạ. Là gớt xuống nông lội lên rồi xanh mặt mày trơn đó hả? Dạ. Nhưng mà hôm nay thì vui rồi. Vui hết gớt rồi. Từng cái anh chị có thể cho em biết cái cảm giác khi mà mình được lên bờ được không? Ngồi đi anh. Dạ mừng lắm nha. Mừng lắm vui nữa. Rồi ngửi gì? Mơ ước được gì là quá quý rồi. Cái gì là mừng dữ lắm luôn. Vậy hả? Dạ. Ông cúng gì là quá trời mừng rồi. Giờ nó gì nè nó qua đây nè nè. Ông qua đây nè, vui lắm hả chị? Dạ vui á. Hiện nay thì mình đâu có còn chi phí gì xài hả? Dạ. Còn không? Tiền thì không có, để anh đi xịt mà hồi tao mấy bữa gãy anh bệnh hoài à, đi xịt cũng không có. Lại gia đình ngồi xích vô đi. Cái này rút luôn. Công an nó ruột quá trời, không dám đi, anh bệnh nữa. Anh bệnh gì? Anh bị xỉn á. Bị xỉn gần đi một hôm nữa, anh mưa mệt lắm. Ngồi xích vô. Ngày kia anh mệt, anh té hoài à. Dạ. Cũng thương quá ha. Hôm nay là mình ăn cơm với kho quẹt hả? Dạ. Nãy quên coi nồi cơm mình ta. Có cơm à. Nấu sáng nó cũng hết. Nhưng mà còn đồ ăn á. Ăn thì còn miếng gì hả? Miếng ớt. Ờ. Ăn miếng cái còn chờ là miếng chiều kho quẹt hả? Vậy là gia đình của mình là 4 người ngủ trên một cái chiếc giường. Dạ. Rồi Đạt ngủ đằng trước nè. Đạt ngủ đằng trước. Đạt con nói cho chú nghe. Con khi mà có được ngồi xúc cho đi anh không sao. Ngồi cho ấm cúng con khi mà có được cái nhà mới như thế này đó Đạt. Thì trước đây thì khoảng 3 tháng, hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng. Chú gặp con ở trên một cái chiếc ghe. Con nói rằng là con ước có được một cái ngôi nhà. Thì hôm nay thì đã có được cái ngôi nhà mới rồi. Thì con cảm thấy như thế nào? Dạ con cảm thấy mừng và vui. Được ngôi nhà ấm áp cho mấy đứa em con. Vui lắm hả? Dạ. Con ngủ bây giờ con có còn bị lắc lư ở trên xuồng nữa không? Dạ không. Thoát khỏi cái kiếp ghe xuồng hay anh ha? Dạ. Bao nhiêu năm ở trên ghe anh? Dạ cũng lâu rồi. Lâu rồi ha? Dạ. Dạ. Nói chung là cái nhà thì nó không được đẹp như người ta. Cởi như là quý rồi. Mình đã có chỗ tránh mưa tránh nắng rồi. Cái gì? Dạ. Nói chung là anh nhà thì ngoài trước nhìn vô á, làm gì làm cũng phải sơn cái mặt tiền màu xanh nè, đẹp à, dán gạch lên tới trên đây luôn nè. Gạch này là anh nhận tặng hả? Dạ, nhận cho. Rồi ngày hôm mình dọn nhà vô lúc đó mình có ăn mừng gì không? Có tiền đâu, không có 1.000 nữa, bà tám nha, chồng bà tám nó chết rồi, không có 1.000 thiếu tù luôn hết trơn. Không có 1.000 nữa hả? Không có 1.000, gạch thiếu nữa rồi bà tám mới đi xin người ta nữa đó, mà gạch trắng là thiếu nữa nè. Nếu mà tám xin thêm mấy thùng nữa. Xin tao mấy thùng nữa đó, xin chỗ này xin chỗ kia xin mấy cái nhà người ta cắt dư á. Dạ. Thì thấy ông tám không có gửi hình qua. Thấy vậy cũng mừng, nó nói quá mừng luôn tám bà tám luôn. Đi xẹt bữa bỏ 5.000, 10.000 có bữa bỏ bữa không, bữa nào được 150.000 cái đi mua thùng, cái việc quét cho cái nhà nó coi được. Dạ. Thiếu tùm lum hết trơn. Nhà mình còn thiếu bếp ga ha. Dạ. Thiếu tùm lưa hết trơn. Bếp ga thì nó khoảng 1.000.000 đồng mua đủ rồi. Bà tám bà hỏi, bà có hỏi tới 1.350.000. Tới 1.350.000 hả? Dạ. Tao biết bình luôn đó. Biết với bình luôn á. Biết bình đó.
triệu ba năm chục, bà tám nó hết tiền rồi con, cho tính mua giùm mày mà hết tiền rồi. Mua cái gì mua trước thì còn thiếu, không muốn tiền nữa mua. Nước thì xài nước sông hả? Dạ, sông rút lên. Còn điện? Điện nhà người ta cho với câu điện vô xài. Bên điện lực ta cho mà tao không có tiền luôn. Điện lực cho luôn hả? Dạ, cho luôn. Nó khổ như ta. Dạ. Nói chung là mình an toàn rồi nhưng mà vẫn còn nghèo. Dạ. Người ta cho không đấy. Điện đó. Xài ké người ta nữa đó. Xài ké rồi người ta cho luôn. Xài ké quả nữa rồi người ta cho luôn. Rồi bây giờ không lấy tiền luôn. Không lấy tiền luôn. Nhà mình được mấy cái bóng đèn? Dạ, hai bóng đó, hai bóng bóng bự ra chứ bóng ngủ mà bắt bóng ngủ không à, không dám bắt bóng bự. Cái bóng bự đó đó cô bác anh chị với bóng nhỏ xíu kia. Dạ, không dám bắt bóng bự. Em thấy nhà mình là đủ sáng là lý do là cái tấm tôn đằng này nè. Dạ. Đó, tấm tôn nó tấm tôn phản quang gọi sáng vô. Sáng. Ôi. Rồi, hôm nay thì đến đây á thì trước tiên là mình em thăm gia đình mình. Dạ. Thăm cái nhà mới của mình và quá mình coi như là mình thoát khỏi sống trên ghe. Đúng rồi. Và đã có nơi ổn định rồi, mặc dù cái nơi này nó không được tốt như chỗ khác, nhưng mà đặc biệt là các bé nhỏ như thế này nè, sống ở dưới nước thì nó không độ an toàn, không may thì nó bị lột xuống nước nữa là ảnh hưởng đến mạng sống luôn. Nên thành thử ra là lên đây là để cho an toàn, nhưng mà sống cái nơi nó mang một phần tâm linh như thế này á thì nó của mình cũng phải cố gắng mình đấy, mà đặc biệt cái gia đình anh thì không sợ nhà, cái tâm linh gì đâu, nhà thì không có đẹp nhưng mà không có sơn đầy đủ hết á, tại vì thiếu tiền nhưng mà coi như là cũng đã một niềm an ủi rất là lớn cho gia đình của mình. Và hôm nay đến đây thì em cũng xin mạn phép anh với chị thì em sẽ thông qua cái danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ mình mua cái nền nhà cũng như là lúc mình còn khó khăn. Thưa cô bác quý anh chị, trước đây á, thì Bùi Hồ nhận được sự quan tâm của mạnh thường quân trong nước cũng như là ngoài nước đã ủng hộ cho gia đình của anh Ô. Gia đình anh thì trước đây sống ở trên ghe, rồi sau đó thì có thời gian khó khăn Bùi Hồ cũng có thay mặt mạnh thường quân mua gạo, mua mì. Và mua gạo rồi mua mì nước tương dầu ăn đâu thì tặng tiền thì những cái đó thì cho Bùi Hồ thông qua danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ và Bùi Hồ cũng có tổng hợp lại. Cô bác quý anh chị, đây là danh sách mạnh thường quân ủng hộ gia đình của anh Ô qua các đợt ở huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Một là anh Lý Văn Thiệu là Việt Kiều Mỹ, $1,000 USD. Hai là cô Huệ ở Mỹ, 7,500,000 đồng. Ba là Trần Lưu Đăng Khoa ở Canada, 5,000,000 đồng. Bốn chú Nghị là Việt Kiều Mỹ, 2,000,000 đồng. Chú Nghị này hôm trước là mua mì rồi đó chị. Năm là cô Diệu Hương ở Úc là 2,000,000 đồng. Sáu là chị Phụng ở Việt Kiều Úc, 10,000,000 em đưa đợt sau. Thì tổng cộng số tiền của mình đó em đổi ra luôn là 49,500,000 đồng. Lúc đó thì mình mua cái nền của bà Tám với ông Tám dẫn là cái nền mà cô bác của anh chị nè đang Bùi Hồ đang ngồi nè, cái nền mà đang cất nhà này nè thì mua được xong, thì còn cái phần mà cất nhà đó thì được sự ủng hộ của anh Nhận, anh Nhận ở An Giang 30,000,000 tiền bơm cát nè, rồi gạch bơm cát cuốn nền gạch và còn tiền phần còn lại á thì xây ở trên rồi đó thì cũng có ủng hộ của Mạnh Thường Quân. Nhưng mà để cho tiện thì để cho khi nào bà Tám về thì bà Tám sẽ công khai luôn. Rồi bây giờ thì em chỉ biết nói vậy thôi. Công bố với Mạnh Thường Quân. Bùi Hồ thì xin thay mặt gia đình của anh Ô những đứa bé nhỏ như thế này thì cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thì sẵn ngồi ở đây, ngồi trong cái ngôi nhà mới của mình, anh có muốn nói lời nào với lại cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân không? Dạ, rất cảm ơn nhiều với Mạnh Thường Quân như nào, cô bác anh chị như nào nọ, quá trời mừng luôn, biết nói sao quá trời. Có nhà vô mừng lắm rồi. Mạnh Thường Quân, anh chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài đã ủng hộ cho em mua được cái nền nhà. Dạ, em cũng cảm ơn ông Tám, bà Tám đã giúp đỡ em hồi phục cực trong thời gian cắt cái nhà cho em. Dạ, em cũng anh nhận. Em cũng có ơn anh Nhận đã giúp đỡ cho em cứ được cái nền rất là đẹp. Em cũng có ơn rất là nhiều. Có chút gì không chị? Em không biết. Chào em gót quá, không biết. Cảm ơn cũng nhận với ông Cám để giúp đỡ nhà con. Rồi còn ai nữa? Còn Mạnh Thường Quân rồi. Mạnh Thường Quân nói đất
Thôi thì Bùi Hồ thay mặt gia đình của anh Ô cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Chúc gia đình của cô bác quý anh chị sức khỏe, an lạc. Luôn an lành và sức khỏe. Thôi chắc có thể là mình đi dạo một lần nữa coi. Nãy đi sơ sơ à, mình bên đây một cái cửa sổ. Bên đây một cái cửa sổ là hai cái cửa sổ. Với lại một cái phòng ngủ. Nhà thì dài 11 mét, ngang 4 mét rưỡi. Ở đây còn tô gian dở. Ở đây có được một cái giường. Ở thì phần giường sau đó người ta cũng cho nữa đó. Phần sau phần cho. Sau cái cây này, cái cây này đóng nhà luôn. Dở ghe lên anh đóng luôn nè. Ghe không cái này ra đóng nhà không đâu có đủ tiền đâu. Hôm nay thì mình còn tiền không? Ở trong nhà mình không còn tiền luôn hả? Không còn 1.000 đâu bạn. Không còn luôn hả? Không còn 1.000 nữa. Hết tiền lâu rồi. Hết tiền luôn hả? Sơn rồi. Rồi tiền đâu ăn cơm? Gạo còn không? Dạ còn được vài ký. Trời. Còn cũng mới cho nữa đó. Ai cho? Cái bà chị bên khu dân cư. Khu cư có cho nữa đó. Cho được 5 ký gần tối nữa. Ừ, nay ngồi đây trời nghe nói thảm thương tiền đâu mà uống sữa. Sữa thì không có thì chắc có lẽ là ca cắt sữa không thì chắc cái cơm cho nó uống. Dạ hồi tối bà chị bán khung cư bà đem qua bà cho 5 ký, bà mới xây gạo, ủa xây lúa bà cho xây được bao gì đó. Bà cũng bị mất lúa, cũng khổ, cũng bị mất lúa rồi. Bây giờ phải xây cho thăm gia đình mình đâu thấy, đâu biết gia đình mình khổ vậy. Ngồi xích vô đi anh ô. Chạy nhà, nói nhà ấy. Thấy nhà đẹp mà đúng không? Hết tiền rồi. Thôi bây giờ thì sẵn đến đây. Em thì thay mặt cho anh Thanh là Việt Kiều Mỹ. Thay mặt cho một Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada. Ủng hộ cho gia đình mình 1 triệu đồng. Dạ. Ha, coi như mừng nhà mới và mua sữa cho các bé. Dạ. Này chắc mình mua đi. Cảm ơn rất là nhiều mọi người. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi. Rồi. Coi như vậy là được rồi. Dạ. Dạ. Tại vì nào hồi nãy em thì đưa thường đi là bỏ trong túi khoảng 1.5-2 triệu, em không có bỏ nhiều. Dạ. Nên là nữa là thôi em đưa 1.5 triệu đi ha, 1 triệu đi. Ủng hộ gia đình mình 1 triệu. Dạ. À, đó là của anh Thanh ở Mỹ. Dạ, với lại Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ quay vòng vòng cái sân cho cô bác quý anh chị xem vòng vòng cái gì ta? Cái hàng ba. Có tiền mua đồ rồi. Đi. Hàng ba. Này chết phần cửa này ăn trộm sao ta? Nè, anh Sơn đó, sân nhà đó. Ăn trộm làm đó. Nó trèo vô rồi sao? Ai biết là đâu có đủ tiền hết sắt rồi. Không có gì đâu, không có sợ ăn trộm. Đâu có gì đâu. Hết sắt rồi đó. Chưa, cái phần cửa này chưa xong nữa. Ông Tám cũng hàng hết sắt rồi, đâu có còn làm được gì nữa đâu. Dạ, thiếu tùm lum hết trơn á. Nó còn nhiều sắt chứ, còn mấy con có cây, hai cây sắt nhỏ đâu có đủ làm đâu. Ồ. Giờ thiếu phần nữa chứ, mà đóng da, đóng cây trên đó chứ, giờ làm sao vậy? Đi xịt bữa bỏ 5.000, 10.000 vô, cái lo cái đi mua từng thùng cái sơn. Ôi, bên đây cũng có một cái miếng lam ở đằng sau, nói chung là nhà vậy cũng được rồi. Nhưng mà quan trọng là cố gắng mình, thời gian tới mình cố gắng nha anh. Dạ. Cố gắng mình làm với lại đạt này, phụ kiếm tiền, sống nha. Dạ. Rồi, xin cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip luôn. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Chào mọi người đi anh. Dạ, xin chào mọi người. Thôi, về nha chị. Dạ.